cô gái Úc xinh đẹp lần đầu đến Việt Nam đã bị rung động ngỡ ngàng sửng sốt đi hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác khi lần đầu khám phá Hà Nội. Xin chào các bạn, khán giả thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, đôi khi chúng ta yêu mến một nơi nào đó, vì một điều tưởng như rất nhỏ bé và giản đơn. Và chính một khoảnh khắc ngắn ngủi đã khiến cho cô bạn người Úc trong video sau đây cảm thấy vô cùng trân quý và yêu mến Việt Nam. Vậy cụ thể điều đó là gì? Hãy cùng tự mình tìm hiểu qua video sau đây nha. Trước khi sang Việt Nam có bạn, người Úc của chúng ta thú thật là được nghe khá nhiều tin đồn không hay về người Việt, chẳng hạn như sẽ gặp rất nhiều người bất lịch sự, thô lỗ và kém thân thiện. Đã vậy, cô ấy còn đến du lịch Hà Nội, nơi được nhận xét là người dân không quá thân thiện, thậm chí còn có ác cảm với khách du lịch. Cô ấy cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng đã chọn đi rồi thì phải quyết tâm trải nghiệm tới cùng như mọi du khách khác. Khi đến Việt Nam của bạn, của chúng ta đã ngay lập tức là một tour du lịch ngắn để trải nghiệm ẩm thực. Hai cô gái đã đi khắp thành phố thưởng thức nhiều món ăn và đến đâu là, lại suýt xoa khen ngợi đến đó. Cùng với người bạn, họ tham gia một tour du lịch ngắn để thưởng thức ẩm thực độc đáo của Việt Nam. Trải qua thành phố, họ khám phá và tận hưởng nhiều món ăn ngon, mỗi nơi đều để lại ấn tượng sâu sắc và nhận được lời khen từ họ. Trải nghiệm đầu tiên của cô là khi thưởng thức bánh mì tại Hà Nội, với vị ngon giòn, bên trong chứa đựng thịt, chả và rau, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Sau khi thưởng thức bánh mì ngon giòn tại Hà Nội, chúng tôi quyết định sang đường để trải nghiệm một trong những đặc sản đình đám khác của Việt Nam, cà phê. Tại quán cà phê nằm gần đó, chúng tôi ngồi vào ghế nhỏ bên lề đường và đặt một ly cà phê trứng. Không gian thoáng đãng, với âm thanh của cuộc sống đường phố xung quanh, tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho trải nghiệm cà phê Việt Nam truyền thống. Ly cà phê trứng được phục vụ nhanh chóng, và chúng tôi cảm nhận ngay hương thơm đặc trưng của hạt cà phê rang xay. Cảm giác mát lạnh của cà phê, kết hợp với vị ngọt đậm của cà phê và độ đắng nhẹ, tạo nên một trải nghiệm cảm giác độc đáo. Chúng tôi thưởng thức cà phê trứng và cùng nhau trò chuyện về những trải nghiệm đặc sắc của chuyến đi. Cà phê trứng không chỉ là một thức uống, mà còn là một phần quan trọng của văn hóa hàng ngày tại Việt Nam. Nó mang lại sự hòa mình vào cuộc sống địa phương và làm cho chuyến đi của chúng tôi trở nên tuyệt vời và tràn ngập những hương vị đặc trưng của đất nước này. Điều thú vị và đáng nhớ nhất của cô là trải nghiệm ăn bánh xèo, đặc biệt là khi cô chưa biết cách ăn món này như thế nào tại Việt Nam. Hơn nữa, giá cả các món ăn đều rất hợp lý, làm cho tâm trạng vui của các cô tăng lên khi thưởng thức bánh xèo. Cô bạn người Úc của chúng ta tỏ ra khá lúng túng, không biết cách kết hợp các thành phần trên bàn như thế nào. Cô ấy đã thử quan sát xung quanh, và cũng thử lấy bánh tráng để bọc bên ngoài bánh dẻo, sau đó gấp đôi lại của bạn. Tưởng như cách làm đó là đúng và cô ấy cũng thưởng thức món ăn rất ngon lành. Lúc này, một chú khá tuổi đã chủ động lại bàn ăn của nữ du khách và chỉ cho họ cách cuốn bánh xèo sao cho đúng. Thay vì bỏ bánh xèo vào trong bánh tráng và gấp đôi lại, ông ấy chỉ các cô phải đặt rau và bánh xèo lên bánh tráng và cuốn tròn, sau đó chấm với nước mắm rồi thưởng thức. Điều khiến cô ấy cảm động hơn là dù cô không hề chủ động nhờ giúp đỡ, nhưng ông ấy vẫn tinh tế, quan sát và biết được cô ấy đang cần sự trợ giúp. Hơn nữa, người đàn ông lớn tuổi này hoàn toàn không thể nói được tiếng Anh. Ông chỉ đơn giản dùng hành động để cố hết sức diễn tả cho hai cô bạn người ngoại quốc. Khi các cô ấy cuốn thử, ông cười hiền như một người cha, người chú và khen ngợi các cô, khiến các cô vừa vui vẻ, vừa cảm động. Ban đầu, cô này đến Việt Nam không theo kế hoạch từ trước, tự nhiên thích thế là xách ba lô lên và đi thôi, không câu nệ gì cả. Nhưng sau khi đến Việt Nam và được thưởng thức nhiều món ngon, gặp được nhiều người tốt bụng, cô ấy đang nuôi ý định lập kế hoạch nghỉ hưu ở Việt Nam. Trước những chia sẻ của cô bạn người Úc, hãy xem thử cư dân bạn đã có những phản hồi thế nào nha. Người Việt Nam luôn tinh tế như thế đó. Họ quan sát và chủ động tiến lại gần để giúp đỡ bạn. Họ không câu nệ chuyện có mở lời xin giúp hay không, miễn họ thấy bạn cần họ sẽ chủ động giang tay. Ôi trời, nhờ xem video của bạn mà tôi mới biết cách ăn đúng của món bánh xèo. Hồi giờ tôi cũng ăn như món taco vậy, xấu hổ quá đi, người Việt Nam sẵn lòng giúp đỡ bạn. Tôi từng gặp rắc rối về giấy tờ khi ở Việt Nam, cô chủ khách sạn đã nhờ con gái mình là sinh viên đại học, đứng ra hỗ trợ phiên dịch và giúp đỡ tôi. Cô ấy đưa tôi đến gặp các cơ quan theo hướng dẫn. Để giải quyết được khó khăn, tôi rất biết ơn họ. Tôi đã đi du lịch Việt Nam đã rơi mất cái ví chứa rất nhiều giấy tờ và tiền trong đó, nhưng ngày hôm sau được sự giúp đỡ của công an địa phương tôi đã tìm được toàn bộ giấy tờ và số tiền. Tôi cho tiền cảm ơn họ nhưng họ không lấy. Tôi từng tới Việt Nam khoảng 40 năm trước tại Sài Gòn. Năm 2023 chúng tôi có quay trở lại thăm Sài Gòn và Đà Nẵng, nó thật tuyệt vời và ẩm thực rất ngon. Chúng tôi đã đến Hà Nội, đường xá rất đông người. Chúng tôi đã bị lạc đường đến khách sạn, nhưng được một cô gái Việt Nam hướng dẫn đường đi và chỉ dẫn chúng tôi đến khách sạn rất nhiệt tình. Bản thân tôi đã đến Hồ Chí Minh năm 2022 thấy đường đi rất đông không thể qua đường, nhưng có chú cầm tay tôi giúp đỡ đưa qua đường.
người Việt Nam thật tốt bụng. Gia đình tôi đã đi du lịch Việt Nam 2 năm trước, chúng tôi có dự định quay trở lại Hà Nội thăm những di tích lịch sử và thưởng thức ẩm thực ngon ở đây một lần nữa. Tôi đến Việt Nam du lịch vào tháng trước và mỗi buổi sáng thường uống cà phê tại quán đầu khách sạn. Vài người khách quen ở đó chủ động bắt chuyện với tôi. Họ mỉm cười và giới thiệu tôi cho bạn bè của họ. Họ cần mời tôi vài ly đồ uống và mời đến nhà ăn cơm. Gia đình người Việt Nam cho tôi cảm giác ấm áp. Người Việt Nam, đặc biệt là người Hà Nội, thường có vẻ ngoại lạnh lùng nhưng sâu thẳm là trái tim ấm áp. Mặc dù có thể cảm thấy xa lạ khi gặp họ lần đầu, nhưng khi bạn chân thành và tiến một bước, họ sẽ chân thành và bước 9 bước về phía bạn. Việt Nam là một bí ẩn đáng khám phá trong cuộc sống. Hãy kiên nhẫn với người bản địa và họ sẽ kiên nhẫn với bạn. Sự chu đáo và tốt bụng của họ là điều thực sự đáng trân trọng. Nếu có cơ hội, hãy thử ở lại Việt Nam vào những dịp lễ, Tết lớn, bạn sẽ trải nghiệm không khí ấm áp đặc biệt tại đất nước này. Người Việt Nam rất thân thiện, tạo cho tôi cảm giác ấm cúng và gần gũi, một trải nghiệm kỳ lạ. Việt Nam là một điểm đến tuyệt vời với cảnh đẹp và ẩm thực đặc sắc. Con người nơi đây, siêu thân thiện, có lẽ là những người tốt nhất mà chúng tôi từng gặp. Giá cả sinh hoạt ở Việt Nam rất hợp lý, bên cạnh những khách sạn 5 sao, mặt hàng xa xỉ và thương hiệu quốc tế. Theo tôi, Việt Nam là một quốc gia an toàn cho khách du lịch, đặc biệt là phụ nữ du lịch một mình. Chi phí ăn uống và đi lại ở Việt Nam cũng khá rẻ, giúp tôi tiết kiệm thời gian và chi phí đáng kể. Bất kỳ hành trình nào tại Việt Nam cũng đều kết hợp giữa cảnh đẹp và ẩm thực. Mỗi vùng miền có phong vị ẩm thực độc đáo. Ngay cả với một món nhỏ như bánh xèo, mỗi vùng cũng có cách chế biến và nước chấm khác nhau. Bạn sẽ không gặp được người bán hàng hào phóng như ở Việt Nam ở bất kỳ nơi nào khác. Họ thậm chí còn cho khách dùng miễn phí thêm cơm trắng và nước lạnh. Điều này thực sự làm tăng sự sảng khoái và tiết kiệm. Việt Nam không chỉ là nơi dễ sống mà còn là nơi đáng sống. Tôi có tình cảm đặc biệt với Hà Nội và cả Việt Nam nói chung. Tôi muốn dành tuổi trẻ và tình yêu của mình tại đây. Hà Nội không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có cảnh đẹp thành phố sầm uất, náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn và bình yên. Tôi thích cùng bạn bè lang thang phố cổ vào buổi tối. Chúng tôi thường thử những món ngon như bún đậu, mắm tôm, khám phá mọi thành phần và gia vị, tận hưởng sự kết hợp hoàn hảo về màu sắc và mùi vị. Mặc dù nhiều người không ăn được mắm tôm, nhưng nếu đã thử, họ sẽ mê mẩn. Ra Việt Nam thực sự là thiên đường của trái cây. Mặc dù nhiều người Việt Nam có thể cảm thấy bán sầu riêng ở đây khá đắt, nhưng đối với chúng tôi ở Úc, chúng tôi sẵn lòng trả giá gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 để có cơ hội thưởng thức sầu riêng tại Việt Nam, nơi mà hương vị của nó vô cùng tuyệt vời. Đồ ăn Việt Nam không chỉ tươi ngon mà còn nhẹ nhàng, không làm nặng bụng, đồng thời mang đến nhiều hương vị hơn so với đồ ăn Âu, Mỹ. Người Việt Nam thân thiện và gần gũi hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực châu Á. Khi đến Việt Nam, tôi mới thực sự cảm thấy thư giãn, không cần phải quan sát hoặc đề phòng quá mức. Điều ấn tượng nhất đối với tôi là sự chăm chỉ, cần cù và lòng chịu khó của người Việt. Họ hết mình cho công việc của mình và luôn nhiệt tình khi giúp đỡ người khác. Theo những câu chuyện của nhiều du khách, có rất nhiều điều khiến họ nhớ mãi về một Việt Nam nghĩa tình. Nhưng điều nhất là mỗi khi đến Việt Nam, họ được chào đón bằng nụ cười chân chất từ những người lạ ở một vùng đất mới lạ. Mặc dù có thể đó chỉ là sự tò mò và lạ lẫm trong ánh nhìn của người địa phương, nhưng đối với du khách nước ngoài, đó là sự quan tâm và thân thiện được thể hiện qua cách giao tiếp mộc mạc. Họ cảm nhận con người ở đây rất đặc biệt. Nụ cười rạng rỡ của những người lao động ở Việt Nam, dù trong hoàn cảnh khó khăn, tạo ra một cái nhìn mới mẻ, thậm chí tạo cảm giác may mắn cho du khách. Dù cơm ăn không no, áo mặc không đủ, họ vẫn giữ nụ cười tươi vui, làm cho du khách cảm thấy họ là những người may mắn. Chính những trải nghiệm như thế này làm cho tình cảm tích lũy về con người Việt Nam đậm sâu trong tâm trí của du khách. Cuối chuyến du lịch tại Việt Nam, cô gái người Úc không chỉ mang theo những hình ảnh đẹp, mà còn những trải nghiệm sâu sắc và những kỷ niệm đáng nhớ. Bản thân cô đã phải thay đổi quan điểm và xóa bỏ những định kiến tiêu cực từ trước đó về đất nước và con người Việt Nam. Cô không chỉ được thưởng thức những món ẩm thực ngon lành, mà còn trải nghiệm sự tận tâm và lòng nhân ái của người Việt. Những người mà cô gặp trên đường phố, trong những quán ăn hay thậm chí là người địa phương dù không nói chung một ngôn ngữ, nhưng họ đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô bằng sự hiếu khách và lòng nhiệt huyết. Không chỉ về ẩm thực, Việt Nam còn để lại trong tâm trí cô những hình ảnh đẹp từ phố cổ Hà Nội, sầm uất đến những cảnh đẹp tự nhiên hùng vĩ ở các địa điểm du lịch nổi tiếng. Cảm giác giao thông hỗn loạn nhưng tự nhiên và không khí thân thiện của người dân đã làm cho cô cảm thấy như một phần của đất nước này. Cuối chuyến đi, cô gái Úc đã nhận thức được rằng không chỉ là những danh lam thắng cảnh tuyệt vời mà còn là sự ấm áp và mở lòng của con người Việt Nam làm nên vẻ đẹp riêng biệt cho đất nước này. Cô mang theo niềm vui, sự biến đổi tích cực và ý chí trở lại Úc. Và trong tâm trí cô, Việt Nam đã trở thành một điểm đến không thể nào quên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này.
Video của kênh Tự Hào Việt Nam đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dù comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.